Thì cái food tasting menu này là mới và là làm đã khoảng là bao lâu rồi, giống như là mỗi tháng hay là mỗi 3 tháng hay nửa năm mình có một lần như thế nào? Cái food tasting này này á, là đầu tiên là làm là tháng 11, mà bây giờ là tháng tháng 4 rồi, là bắt đầu tháng này là có 4 cái tasting là muốn book, là sau mọi người bắt đầu mở rộng ra và bắt đầu thích. Thì là làm á, là ráng bày cái bàn ra mọi thứ đẹp, không phải là chỉ cho họ taste mà muốn cho người ta một cái experience luôn. 2 tiếng rưỡi Wow, nha. ăn được ngồi ăn 2 tiếng rưỡi. Hai tiếng rưỡi chỉ có một mình làm thôi đó, bây giờ ai cũng kêu 2 tiếng là đi đi với nhau. Wow, là mà đồ ăn rất là fresh, tại vì mỗi món mà đem ra là cái đó là Một nấu cái dĩa chỗ riêng. đó luôn, là cook on the spot, Wow. prep everything on the spot, là it's very fresh, đem ra là nóng hổi cái mùi vị everything từ đồ biển đến súp. Vậy là cái này là anh nào muốn hẹn cô nào ra, có một người đầu bếp đang nấu mà những món lạ mà nó ngộ nữa, cái nghĩa là 2 tiếng đó, 2 tiếng rưỡi, khoảng 2 tiếng rưỡi ha, là mình ngồi đó mình nấu là nấu tại chỗ luôn đem ra, thì là mặc đồ như thế nào? Là mặc đồ là chef coat, Wow, mặc xong đồ rồi giống như là apron đồ, cột tóc vô nhau Na Tra à, dễ Na Tra thương, xuống núi. intimate lắm, tại vì mình ngồi đó mình ăn là có người serve rồi là chef đem đồ ăn ra cho mình, rồi mình dòm vô là mình thấy là working là nguyên cái open kitchen, nên it's a very intimate experience. Nhưng mà mình không nghĩ được từ cái vụ mà Covid mà nó đã đưa đẩy vào mức mình có rất là nhiều người không có công việc trong thời gian đó, nhưng là đã tự nấu ăn, rồi tự mình làm mình cho bản thân của mình như là người ta biết đến. Và từ đó, nhưng mà có những anh chị họ bận rộn quá, họ chỉ nấu trong thời gian đó thôi, nhưng mà họ sợ không có bước xa, nhưng mà là ở đâu có cái mình nói là cái motivation đó để mà đưa đẩy mình đi xa hơn. Thật sự là lúc đó cũng có rất là nhiều những cái lời những người cản, là vì khi mà nghiện vô cái nghề đó đó, là mỗi tuần là đều nấu, mà thường người ta nói con gái đừng nên vô bếp nhiều quá, da đồ xấu xí rồi tùm lum, nhưng mà thật sự ra là cảm thấy cái đó là không đúng. Tại vì nếu như mình yêu thương chăm sóc bản thân mình thì mình có làm cái nghề gì đi nữa vẫn điệu lắm, không? Cho nên là đối với là cảm thấy thôi cứ thử đi, thử một lần nếu mà rớt cũng không sao. Thì một là mình quay lại mình làm nghề cũ của mình, còn hai thì mình làm cater cho wedding. Cái đó là khúc đầu là tính ra làm cater cho wedding. Nhưng mà bước vô thì lại quá surprise, mọi người welcome cái style, cái concept này. Là she là bạn của her luôn á, she giới thiệu bạn tới book quá trời luôn. Có dắt mấy đứa nhỏ theo, ai cũng thích, ai ăn cũng ngon quá chừng, mà bình thường mấy đứa nhỏ cái taste nó cũng hơi different, but yeah, ăn vô tụi nó thích lắm, Tại ngon. vì Chelsea tính hỏi là tại vì mỗi người mỗi taste khác nhau, thì có bây giờ thì khen thì nhiều rồi, nhưng có lỡ bây giờ ai mà giống họ không có đúng cái mùi vị của họ, rồi họ chút mấy cái ý kiến mà mình không nghe không hay hay không, là mình Có chứ, cho nói chung trong cái nghề này á, là nghe từ lúc mà là làm ở nhà bếp ở nhà đó, cho tới bây giờ. Mà cái sự khác nhau á, là ngày xưa á, mỗi lần mà là nghe cái một lời chê là take it to heart, rất là serious mà là buồn luôn, xong rồi bị ảnh hưởng. Nhưng mà sau này á, là bắt đầu select cái nào mà nói đúng, người ta nói đúng thì mình sửa. Giống như cái tasting lần đầu thì cái cục thịt bò cho thì hơi bị to quá, thì các cô bỏ vô miệng thì nó hơi Mọi người tự cắt ra. không không đó là cái muỗng, cái muỗng nha, nó to quá. Sau lần sau là băm nhỏ ra, thì có những cái lời mà người ta khuyên thật lòng mình vẫn phải nghe, Đúng. mình vẫn phải nghe, tại vì nếu mình không nghe mình không có thể nào grow ra được, mình sẽ bị stuck. Tiến bộ cho mình. Dạ. Thì đó, có những cái thời gian đó, thì bây giờ mình có những chuyện nào vui hay là những chuyện nào mà mình kể cho quý vị khán giả trong khoảng thời gian mà nấu ăn hay không? Vì thực sự như xuống bếp không phải là dễ, mà thời đại ngày nay đó là phụ nữ chúng ta không phải như ngày xưa nữa, là lúc ta nào bây giờ chúng ta phải công việc nè, rồi tùm lum chuyện hết, rồi những anh chàng đó thì nói ôi em không cần nấu, có gì mình mua đồ ăn mình order về. Thì nhưng mà một người đây, một người phụ nữ mà giữ cái truyền thống nấu ăn thì như thế nào, nhất là người Việt Nam của chúng ta nữa. Có lúc mà nấu ở nhà thì có những câu chuyện rất là vui, có những anh chàng cố ý muốn surprise girlfriend, so reach out cho là, mà ghi cho là muốn order đồ ăn này nọ, xong rồi gửi lộn cái tin nhắn đó cho girlfriend cho là, nói là bữa nay có kiếm được đầu bếp nấu ăn ngon lắm, đảm bảo tối nay em sẽ happy. Lộn Thế mình đọc xong mình lại thấy mắc cười như nó. Nhưng mà rốt cuộc anh đó lại không hiểu tiếng Việt, cho nên lúc mà order nước mắm, thực ra là có bán nước mắm nhưng mà tại vì một cái lúc mà ra thì nó ra cái nước mắm nè, rồi phần garlic noodle nè, rồi cơm chiên mực tỏi nè, thì ảnh mua là ảnh ý ảnh là chỉ là làm nước mắm đừng có cay quá, nhưng mà mình hỏi lại có muốn bỏ ớt này ớt kia vô không thì lại cái communication nó sai, làm sao mình lại bán lại 4 hũ nước mắm cho anh đó luôn.
Wow. Thì anh nói là cũng pick up mang về thì cô vợ mới mở ra. Làm gì với bốn hũ nước mắm bây giờ? Thì gọi là lại chị ơi, chồng em không có biết tiếng Việt. Thì có những cái như vậy rất là vui. Thôi bốn hũ nước mắm. Bây giờ em để vô tủ lạnh nhìn. Dinner, ai nhà mở ra cái mọc bốn hũ nước mắm. Cũng dễ thương. Nhưng mà anh không có nói cái đồ ăn gì cả. Cái là những cái thực đơn, bây giờ nói về thực đơn mà là đã làm trong thời gian đó là nhưng Chelsea có nghe là nhiều cái món mình cực khổ lắm. Ủa là có nghĩa là có cái mình có cái menu sẵn hay là ai request gì đó mình nấu món đó? Cái lúc mà là làm ở nhà thì cái món bún mọc là cái món bún mọc với mắm ruốc á là cái món mà được request nhiều nhất. Tức là cũng phải nhồi mọc là làm ba loại mọc nha, giống y như là Việt Nam vậy đó, một là mọc chiên, hai là mọc có nấm, ba là mọc không. Xong cái sáng sớm đứng dậy là lấy cái muỗng múc ice cream á. Dạ tới đô tay luôn. Đô luôn. Xong rồi cứ hai tay để vô. Vậy để là mình làm thì mình nghĩ rất là nhanh. Nhưng mà 2 tiếng đồng hồ chỉ để cái đóng mọc vô cái nồi thôi đó. Cái nồi to hơn là nó thuộc dạng bự con rồi. Mà là chui vô cái nồi đó là fit luôn á. Wow. Bự tới như vậy mà xong phải có một cái nồi nhỏ nữa. Tại nếu mà cái mọc nó lên đầy quá đó thì nước nó lại không đủ. Wow. Yeah. Xong mỗi lần mà múc ra mà mang ra là mọi người gọi superwoman không à. Đúng. Là đầu tóc bù xù bước ra nhưng mà vẫn tươi cười. Nhớ chứ nhớ những ngày đó lắm. Mà những người đó có thời gian đó là đâu có ai biết được đâu hả? Giống như là những cái mình chỉ thấy cái giống như là mà khi mình gửi hình đi là cho khách đó thì người ta chỉ thấy cái bề ngoài cái picture thôi. Nhưng mà những cái khó khăn mà là phải làm sau lưng đó giống như nấu cái nồi to không có tưởng tượng ra được. Là sáng sớm phải dậy mấy giờ mới cực hơn là công việc chính của mình nữa đó. Không, là bị bệnh khoái ngủ trễ cho nên thà là thức tới 2 giờ. 2-3 giờ rồi bắt đầu sáng dậy 8 giờ chứ không thể nào giống như là kiểu mà nhà hàng mà dậy 5 giờ được. Nhưng mà cũng cực chứ. Đó. Công việc của mình từ cái ngày xưa mình chợ mình phải đổi qua. Rồi còn Nikki phải support như thế nào khi mà thấy cô bạn mình phải làm nói là đầu tóc bù xù hết luôn. Thấy bù xù rất là dễ thương mà càng thấy như vậy càng muốn ủng hộ, càng nói bạn bè, càng nói gia đình, càng order nhiều. Mà thấy thương lắm, nấu tại vì nhiều khi chị em bạn gái đi birthday này kia nọ xong rồi gọi nó là 5 phút nữa qua rước nha, nói vậy hả? Đang quậy mắm ruốc. Nói giờ này mà còn quậy mắm ruốc 5 phút nữa phải qua rước đi lên LA. Qua 5 phút nói ok, cho 2 phút chạy vô thay cái đầm. Tắt lửa, đang quậy mắm ruốc, chạy một cái dù ra, bận áo đầm đi lên LA. Đây là gần bếp mà không hôi tanh mùi bếp mà luôn. Mà tính nói là mắm ruốc mà nó bay là... Wow. Vô xong rồi lên trên đó, các cô đi club after tiếp là quay về tiếp, lại tiếp tục. Đam mê vậy đó. Dạ thì bây giờ mình khi mà chiếu show này lên là gần tháng 5 rồi. Thì tháng 5 như lễ của người mẹ, lễ Mother's Day. Thì chắc mấy anh với cô chú cũng đang ngồi đây mà xem chương trình. Thì không biết là hay là Nikki có những cái mà mấy cái bí quyết nhỏ nhỏ nấu dễ dàng cho những anh chàng hay là những bé muốn học nấu cho mẹ hay không? Cái đó là đầu tiên á, nếu mà các anh chàng hay các cô nàng thật sự mà muốn đến từ cái tấm lòng mà nấu cho mẹ thì đồ ăn á, cái sự cố gắng nó chỉ là một phần nhưng mà cái lòng á, họ sẽ rất là appreciate. Thì nói chung là coi YouTube nhiều, là coi YouTube nhiều, là chỉ bấm vô những cái nào mà tất cả những món mà là học á, là self taught chứ không có phải là đi một cái trường lớp nào hết, cho nên là cứ vô YouTube nhìn vô cái món nào mà thích mà xong rồi hỏi, mình có thể hỏi giống như là ồ mẹ cảm thấy mẹ thích cái gì để con làm cho, rồi xong mình get creative, mình thêm những cái idea ý tưởng nào vô. Ăn có bị đau bụng không? Quan trọng là ở chỗ không đó. Không sao đâu. Cứ theo cái nào mà nhiều người coi nhất thì có ăn. Đây cũng có hay. Thật sự luôn, YouTube giúp rất là nhiều trong khoảng thời gian đó. Mình học, mình nấu này kia. Ngày xưa thì mình đi trường lớp này kia. Ngày nay ai cũng bận rộn hết. Thì là tự học luôn để mình làm những món đó. Có món nào mà là làm mà món ruột không? Mỗi người có một cái món ruột. Là có món nào mà thích là mà làm rất là dễ đối với là hay không? Bây giờ tại vì cái kiểu của là đổi qua là tasting menu nó rất là khác với ngày xưa. Nhưng mà cái mà recently là cho ra cũng liều lắm nha. Tại vì mình nghĩ á, cái tasting menu mình mang tới những cái taste lạ thì là muốn nấu canh chua. Tại vì là rất là mê canh chua. Canh chua người Thái hay người Việt Nam? Người Việt Nam mình. Nhưng mà là nghĩ mình phải làm sao để cho cái người khách họ ăn vô mà họ wow. Chứ không phải là tự nhiên cơm phần canh chua. Đúng. Xong ngày hôm đó cái làm mới suy nghĩ là nói bây giờ mình có thể replace cái gì. Thì là với một người bạn mới thử bằng trái táo. Mới khảy bên trong cái phần bên trong của trái táo ra rất là cực nha. Hay.
y như cái phim Squid Game gì đó. Đừng có sao đi. Chắc mua chừng 30 trái táo mà hư 10 trái. Wow. Hai đứa ngồi khậy vậy đó, khậy trái táo ra chính giữa xong rồi ngâm để cho nó khỏi bị đen. Xong rồi dùng cái bên trong lõi táo đó đó, đó cắt ra thành cái cube square nè. Thì thay vì mình nấu canh chua mình dùng bạc hà, mình dùng thơm thì mình dùng táo. Táo thơm ngọt. Tới táo ngon kinh khủng luôn. Wow. Xong mình bỏ thêm clam, tại vì mình bỏ cá thì nó hơi bự so với trái táo. Bắt đầu mình múc ra trước, mình múc nước ra để cho khách mở ra trái táo là họ rất là impressed. Là đẹp. Một cái món rất là bình thường. Canh chua, y hình canh chua mình, táo mở ra vậy đó là coi như là họ cứ theo họ chụp hình. Cái món đó mình chưa được thử. Sẽ được thử. Không, nghe cũng thấy ngon hấp dẫn rồi. Vì cái vị của mùi táo nó rất là lạ, nó thơm mà nó thoáng. Mà táo có chua hay không là tùy cái trái, giống mình đỏ hay táo xanh. Nhưng mà bạc hà thì cũng ngon, nhưng mà lâu lâu cái nhai, cái texture của Mỹ thì họ không thích cái texture. Nó còn giống như dai dai. Táo thì Mỹ họ quen, họ nhìn nó họ thích hơn.